cơ quan nhà thầu thi công nào chịu trách nhiệm, giải pháp khắc phục như thế nào, thời gian khắc phục trong bao lâu? Đó là câu hỏi chất vấn của đại biểu Lưu Trọng Lư, tổ đại biểu huyện Mường Ảng tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15 diễn ra hôm nay ngày 9 tháng 12 về tình trạng xe công trình thi công tuyến đường động lực phá nát các tuyến đường trên địa bàn các xã Thanh Luông, Thanh Hưng, Thanh Trần, huyện Điện Biên. Vấn đề này thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri và nhân dân tại địa bàn các xã trên trong thời gian qua. Trong giải pháp thi công, các nhà thầu không tôn trọng công việc, bảo đảm vừa khai thác vừa thi công, cho nên gây lún sụt mặt đường trùng Thanh Hưng, Thanh Trần, gây bức xúc trong nhân dân và rất nguy hiểm, tạo thù lũ lớn, các xe thì không cơ động được, kể cả xe máy. Từ những vấn đề nêu trên thì các cái dự án đều thiếu các cái thông tin và các cái biển báo cảnh báo, và người dân không biết lý trình đi qua gói thầu mới, thời gian nào chúng ta có thể ra nào này, và đề nghị đồng chí giám đốc có giải pháp nào để khắc phục tình trạng trên, để chỉ đạo các nhà thầu phối hợp các nhà thầu, các cơ quan chức năng thực hiện tốt việc vừa khai thác vừa đảm bảo giao thông và đảm bảo an toàn cho người dân. Thẳng thắn thừa nhận có tình trạng trên, trả lời chất vấn của đại biểu Lưu Trọng Lư, ông Trần Thanh Kiên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải nêu rõ. Đoạn qua địa phận xã Thanh Hưng, các xe tải chở đất thuộc Công ty Cổ phần Đường bộ 2 thực hiện thi công gói thầu số 7, thuộc công trình đường động lực do Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông làm chủ đầu tư. Sở Giao thông Vận tải đã có ý kiến trao đổi với chủ đầu tư, yêu cầu đơn vị thi công khắc phục các vị trí hư hỏng, hoàn trả mặt đường êm thuận, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Đồng thời, đơn vị đã khắc phục các vị trí hư hỏng, hoàn thành vào ngày 2 tháng 12 năm 2022. Đối với đoạn qua địa phận xã Thanh Trần, theo dự án được phê duyệt, có hạng mục hoàn trả mặt đường giao thông với chiều dài 3,79 km, bề rộng nền 6m, bề rộng mặt 3,5m, kết cấu mặt bằng bê tông nhựa áp phan. Trong quá trình thi công, đơn vị sẽ có ý kiến đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị thi công thường xuyên sửa chữa, khắc phục hư hỏng của tuyến đường. Chỉ đạo các đơn vị thi công là sẽ thường xuyên là thực hiện công tác đảm bảo giao thông, và trong cái thời gian ngay trong buổi họp này thì tôi cũng sẽ cùng với lại chỗ hai ban quản lý dự án để đi kiểm tra hiện trạng, rồi là đánh giá cái hiện trạng các cái nội dung mà đại biểu và nhân dân phản ánh, để chúng tôi cũng có cái giải pháp nó cụ thể và thường xuyên, nhất là trong cái dịp sắp tới trước, trong và sau Tết Nguyên Đán, chúng tôi cũng sẽ thường xuyên chúng tôi tập trung và sẽ các hai cái đồng chí giám đốc chung hai ba thì sẽ hứa là sẽ thường xuyên trực máy móc thiết bị và nhân lực để làm nó một cách tốt nhất. Được biết, dự án đường động lực gồm 10 gói thầu thi công xây lắp với khoảng 30 nhà thầu tham gia thực hiện. Trong đó, 6 trên 10 gói thầu đang được triển khai trên địa bàn xã Thanh Yên, Tòng Luống, Pòng Lót, Thanh Sương, Thanh Hưng. Vấn đề xe công trình làm hư hỏng nhiều tuyến đường giao thông ở một số xã trên địa bàn huyện Điện Biên được đưa ra chất vấn và trả lời chất vấn tại nghị trường, không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của đại biểu Hội đồng Nhân dân trước sự gửi gắm tâm nguyện của cử tri, mà còn là cơ hội để Hội đồng Nhân dân phân tích, mổ xẻ những vấn đề còn tồn tại khó khăn vướng mắc để tìm giải pháp khắc phục, tháo gỡ. Chúng tôi cảm nhận thấy Sở Giao thông đã nhận cái trách nhiệm của mình trước cử tri, trước nhân dân, trước đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh về chức năng quản lý nhà nước về giao thông vận tải. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng mong muốn ngoài cái trách nhiệm của quản lý nhà nước, của Sở Giao thông, thì trách nhiệm các nhà thầu, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chức năng là Sở Giao thông cần phải tiếp tục phát huy cái vai trò trách nhiệm của mình, trách nhiệm trước cử tri, trước nhân dân, để làm sao các cái công trình giao thông tiếp tục được triển khai đúng tiến độ, đẩy nhanh tiến độ, đáp ứng cái mong mỏi của nhân dân, niềm tin của nhân dân. Với nội dung chất vấn sát với thực tế, phản ánh tâm tư, nguyện vọng cũng như ý kiến của đông đảo cử tri và các tầng lớp nhân dân, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh đã và đang ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thành công của một kỳ chất vấn sẽ toàn diện hơn nếu trong thời gian sớm nhất, những lời hứa và phần trả lời thuyết phục sẽ sớm được triển khai ngay sau khi kỳ họp kết thúc, đi vào thực chất và đảm bảo khả thi.